Ui, wow, ốc đắng nè. Có vãi ai nghĩ đây là con ốc đắng không vậy? luôn. Chị ơi. Thì trong cái thời gian mình đợi cá nó dướng vào lưới ấy, thì trong thời gian đó mình sẽ đi mò ốc đắng nha. Bây giờ mọi người đi theo mình. Em khóc luôn trời. Rồi, để em xuống. Đi kinh nguy hiểm. Rồi, anh đi xa nha, xuống. Ừ, dù có ốc đắng rồi nè. Cũng to vậy, Ốc rất là mặt bằng to tầng luôn. luôn vậy, to quá. Rồi mình chắc là mình sẽ dỡ luôn cái nguyên cái động mình lên quá. Em Em sợ em khòm đấy. Cái phò nó gắn trên đúng không? sao không nè, chắc chắc chắc. Cái gì đây? Ui, wow, ốc đắng nè. To Có ai nghĩ đây là con ốc đắng không vậy? vãi Chị ơi. luôn. Yeah, ốc đắng Lấy hơi bị một chết to. vậy. Ốc bự không à. Dạ ốc. Chết mà. Thế tốt. Chết, mãi trong đó hình như có cọc quá. Để dỡ cái ống bọng của ba mà lên để mình coi mình dỡ nổi không nha. Thì mình sẽ dỡ thử nha. Mình cần sự hỗ trợ của cameraman chứ mình dỡ không có nổi Chào nha. hai ông. Ở trong cái ống bọng nhiều lắm anh đi rồi. Nhưng mà có Miếng cái bọt thịt mỏi rồi cái sợ cái mít còn xuống không? nhóc này lụm không, nhóc Ừ. Nhiều lắm, mới được cái chút xíu mà cũng là một mớ. Cái mỏng đâu mà ta, sao cái đậu mỏng mất tiêu rồi. Mất tiêu đậu mỏng mà tại. Nào cái tay vô thử. Đó rồi. Giờ mình sẽ dài dài lại cái ống bọng. Kẹt cái tay, kẹt cái tay, kẹt cái tay. Chà chà chà. Ôi, nó siêu Ốc to khổng siêu lồ to khổng lồ luôn. luôn. Ê, thế nào? Quá bự luôn nha. Không phải ốc nuôi nha. Đừng có ai nghĩ là tôi thả xuống Ốc hay gì đắng này nha. mà nuôi Trời, cái nè. này là ốc này là tôi bắt Ui, nha. con cá. Ở đây có cá với lại ốc này kia. Ốc thì tự có nha. Còn cá là dạng cá nhà nuôi xong rồi. Có nhiều khi là xẻ ống bọng ra thì có cá nó tự động nó vô nữa chứ không phải là thả xuống. Mà hỏi cho mấy gửi đi em, nhắc cho đi em. Xẻ mò dài Anh dài mò rồi. trong ống không? Có lát em mò ống. Giờ mò em đang mò mép 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 ống này, sợ là nó nằm ở chính giữa mép ống nè. Bây giờ anh mò trong mấy cái gốc cái gửi rồi nhắc cho. Đúng rồi, ốc nó sẽ bu á, nó bu cái chỗ là nó bám được, nó bu hết. Giờ sẽ chuyển sang cái hạng vô mò gốc cây mò chết gì trời. Caramel này
Đừng coi vậy. Để còn ở đây mình thấy nó không có được nhiều như là kia ta, cũng có nhưng mà nó không được nhiều. Lát phải kiếm mấy cái gốc cây là nó màu à. Em nghĩ là cho mấy gốc cây nó sẽ có này à. Vậy được, con này con cũng chết luôn. Sao mà tại chết không ta? Để mò cặp bé thử mấy cái mộng xem mà có ốc sống hả. Ý, đưa cá chui quần anh này. Cái gì? Cá chui quần anh, quả trời đậu rồi chứ. Bắt cái luôn đi. Cá trời đáo rồi. Cái gì? Cái luôn hả? Cá chưa? Chưa. Cái gì á? Cái chui quần anh này. Giờ bắt ra luôn. Quá trời ơi. Cá chui ống quần. Cá mới. Cá này là cá chui ống quần. Giờ đi qua bên cây cầu này thử cái cây. Có. Chưa nữa. Đấy, cái này nè, cái này nè. Chưa nữa. Quái trời đậu. Nè. Đây con cá đã chui vào mình nha mọi người. Quái trời báo rồi. Giờ sẽ đi qua hai cái đầu ống bọng xem sao. Đi qua hai cái đầu ống bọng. Vẫn mồi mà sẽ xem hai cái đầu ống bọng coi có ốc không. Ê, yêu tinh quan hiện thục giỏi té nè. Ê da. Để xíu mọi này xong em. Chính không? Ý. Khá là nhiều khách luôn. Hôm nay sẽ có gì. Cái túi cho nó kìa. Nó trên cầu á. Cái con caramel này thiệt cái tình. Ít có báo. Caramel nhà này ít có báo. Trong mở không có gì vậy. Wow, này, cái con này to lắm nè. Cái con này to lắm nha. Thì mình sẽ mở tiếp. Nè. Xin caramel cái túi nha. Caramel này cho mình uống chè nam chung mà chà chung. Ốc gì đây? Một ốc chết rồi một ốc sống nha. Ở trong mấy cái cặp mé như thế này cũng hay có lắm nè. Mình mở thử cái ống này xem sao. Con cá. Chúng con cá cái nó dậy á. Ừ, cũng được mớ rồi. Được được tô. Chỉ là được tô thôi. Nè. Nè, ta bám ở trên mấy cái ống như này. Ốc nó dễ bám lắm. Có cây như này có ống mà nó bám vào mà. Đây ốc đắng này nha. Có ốc đắng và ốc gạo nó hơi khác nhau nha mọi người nên biết nha. Tại vì ốc đắng với ốc gạo có khi là nhiều người suy nghĩ đây là có ốc gạo với ốc đắng. Tại vì ốc gạo với ốc đắng nó khác nhau, không có giống nhau nha. Sao vậy ta, sao mùa mà không thấy con nấm không muốn gì trời. À cái này là con ốc bu la vàng. Ốc bu la vàng với phải ốc vàng nha. Nó lai á. Anh ơi.
Anh để khuôn quả em chưa mò, mới mò bên đây anh nhảy qua đó anh mò hết của em luôn rồi. Bạn ngát bây giờ anh cao lên. Ui. Quái cái chú. Tôi đâu có thuộc hang đâu quý vị. Không thuộc hang nhưng mà vẫn gặp cá, gặp mắm, gặp cua, gặp cóc, gặp nhái, gặp tơ lơ hụt me hết. Mình sẽ đi qua bên đó. Đấy, siêu to luôn nè. Nè, con ốc này to, không biết con ốc hồi nãy gấp đôi luôn nè. Mình sẽ bỏ vào đây. Đây hết rồi, giờ sẽ đi tiếp 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 thôi. Rồi, bắt đi. Qua trời báo rồi. Trưa nắng chang chang 1 2 triệu. Bắt ra một cái một ốc. Lắm đầu nha. Mình sẽ mò mấy cái cặp mé vậy nào cái kiểu là đỉnh. Sao mà hết hay sao mà ta ở đằng mấy cái trong cái ống á, trong mấy cái ống nhiều lắm luôn. Ừ, sao không thấy như hồi nãy nữa, hình như này hết hay sao. Ây da, ây da, ây da. To kinh hồn. Em ăn chung cái lồng kiến con. Ừ, nó mời cái con đó đó. Ừ. Bỏ đi bỏ đi, cái lồng kiến con mình vô cái bọn này có ai 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 bắt thì bắt vô này nhỏ quá, nhiều quá nhiều quá. Cái này mà làm vậy như ốc luộc sả hoặc là ốc sành sứa là hơi bị dính. Cái con ốc này ăn uống nụ tù tù ăn ngon lắm, mấy ốc bự ngon lắm. Ốc ốc đắng là có thể chế biến được rất là nhiều món luôn. Định muốn dở cái ống mộng lên mà sao dở rồi. Ống mộng nặng lắm. Nè sao vậy? Nè sao vậy cái bạn caramel kia? Ai cho bạn vậy? Ai cho bạn có cái quyền mà vô bạn bắt hết ốc của mình vậy? Không thấy ốc nữa rồi. Quá trời sầu rồi, sầu quá trời sầu luôn rồi. Mà giờ sẽ tao giờ sao đây, không có cách giải quyết nào hết. Trời, chụp khó. Ê. Sao? Chúng ta làm lại từ đâu? Thế là bất ngờ chứ bị gì nè. Ở con cua nó nè. Con cua. Hai con luôn. Không phải là muốn khóa là gì mà con cua mà là hai con cua. Ủa nhớ là đi bắt ốc đắng là sao có cua diện ta? Kéo cua diện cho bé thôi. Đây, mình sẽ đi dài dài đi đây. Ở đây con cá ống bọng nha. Yeah, có này nha, ống bọng này có hy vọng một tí xíu. Nhiều quá trời nhiều luôn. Nó rồi, giờ sẽ mò tiếp nha. Dạ. Quá trời báo rồi. Những con cá. Nếu bắt được con cá này là thành tinh. Chinh 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 chinh. Cá đâu kiến mi đi. Con cá này là để ăn nha. Nuốt luôn chứ đâu có ăn được thịt thài nó đâu. Ui, cá gì vậy?
Không, giữa cái muốn đợi giữa cái động bọng đó. Có cái động bọng này. Có không? Không không không. Chưa có. Mà em thấy trước mắt con cá nó chui vô cái quần rồi đó. Rồi rồi. Còn uống cá đâu rồi. Em muốn hòm kéo cái ống bọng lên quá à. Đó, ướt cái mắt. Cứng mò với mấy cái ống bọng nè. Cái ống cái bọng kia kìa, cái cắm này. Nặng lắm luôn. Cái ống bọng này có con gì trong đây hả? Để nhìn con cộng cốc nhái quá. Con gì cũng được cho miễn ngốc là được. Nó trôi rồi, nó lặn nước xuống là chìm luôn á. Cái bọng vẫn có ma. Chắc mò mấy cái cặp mé quá. Chiu 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 chiu. Mày cứ mà chiu. Sao không có ma ở chân người ta? Ở đây hết ốc rồi, ở đây mò không thấy nữa. Chắc là phải kiếm cái chỗ này nó có cây nhiều qua mò mới được. Tiếp hai. Lại thử cái ống của ông già. Ốc bu vàng nè. To vậy. Đây mình xào xáo ớt luôn. Hết rồi, nhưng mà đằng đây sao mà nó lạnh quá hả? Nước này kinh khủng lạnh luôn á. Lạnh quá. Hết đó rồi. Ây da, cây đâm. Đây hết đó rồi. Đi thẳng lên đi. Đây. Quay nè. Quay gì quay bên đó hay hả? Quay đi dở lưới chứ chạy. Anh báo hả? Hả? Thì đau chứ, nãy em mới chuột chân cà xuống dưới em mới có đau rồi. Chạy chân rồi nè. Đi, vô lưới thôi. Đi. Quay đi. Bây giờ mình sẽ đi dở lưới nha. Đi. Let's go, let's go.